Những năm tháng không thể nào quên, hồi ký chiến trường ca, ký ức của người lính trinh sát sư đoàn 307. Tác giả: cựu chiến binh lính trinh sát sư đoàn 307. Chắp bút: cựu chiến binh Võ Văn Hà. Tập 19. Mùa tre ra hoa. Những ngày cuối năm âm lịch Canh Thân, rừng Campuchia đột ngột tre rừng ra hoa, tre gai. Dưới chân các bình độ, tre gai chỉ còn trơ lại thân cây, những cành tre có hoa phất phơ trước gió. Vẫn là cao điểm của mùa khô Campuchia, rừng khộp rụng lá, những cánh rừng cháy ngút ngàn và những cái nắng tiêu đốt cả đất trời. Những dòng suối chỉ còn trơ lại cát và đá, những chú gà rừng sáng gáy te te. Những đám mây lần vẩn dưới chân rẫy đằng rách, mai rừng nở lác đác và các loại phong lan nở rộ trên những thân cây. Tin báo cho biết địch đang hoạt động tại khu vực núi Cụt, cao điểm 677 một cách thường xuyên. Một đơn vị của đoàn 5504 tại Choang Cờ San đã mấy lần phục kích khu vực này nhưng chưa lần nào tiêu diệt được địch. Vì khả năng ta bị lộ khi hành quân ra khỏi địa bàn, có khi ta đến nơi địch đã di chuyển khỏi vị trí cách đó chừng vài giờ. Ban tham mưu sư đoàn quyết định dùng trung đội 3 của trinh sát sư đoàn và một lực lượng của tiểu đoàn 7 trung đoàn 29 tại ngầm Sa Em để thực hiện cuộc phục kích này. Với lực lượng khoảng 40 người, trang bị 2 PRC-25 dưới sự chỉ huy chung của thượng sĩ đại đội phó trung đoàn 29, lính 1977 là con của quê hương cách mạng Điện Bàn, Quảng Nam. Từ sư đoàn bộ 307, đội hình đi về hướng 428, cắt dọc theo các bình độ biên giới. Tin báo là chính xác. Tại đây, địch thường xuyên dùng lực lượng nhỏ vận chuyển vũ khí vào khu vực các huyện phía nam của Project Vihia và Công Bông Thơm. Đường chúng đi dày như bàn cờ và đều xuất phát từ bên kia biên giới. Sau khi quan sát địa hình khu vực, hướng di chuyển của chúng, chỉ huy trinh sát và bộ binh thống nhất là sẽ chặn đánh chúng từ phía sau lưng. Thời gian này, chúng ta đã không còn dùng mìn Claymore nên buộc phải bám sát chúng. Do lực lượng chúng không đông, lực lượng ta chia thành 4 nhóm, chặn các ngã dọc biên, mỗi nhóm cách nhau trên dưới 1 km để dễ dàng chi viện cho nhau. Khoảng 9 giờ sáng ngày thứ 3, nhóm tiền tiêu của ta báo có địch. Từ các khe núi, ta quan sát có 11 tên mang đủ vũ khí, cõng hàng vượt qua biên giới. Ta không chủ trương đánh ngay mà cho bám theo. Khi cách 677 chừng 2 km, chúng dùng cuốc đào hầm dưới suối và chôn vũ khí rồi quay về. Theo nhận định của ta, ngày hôm sau sẽ có quân đến nhận nên ta không tổ chức đánh. Bọn này chờ lực lượng đến nhận sẽ đánh úp luôn. Ta tổ chức bố trí mìn xung quanh, nhưng sau khi hội ý thì nếu chúng vướng mìn sẽ khó cho ta tiêu diệt gọn, nên ta bỏ phương án này mà tổ chức phục kích từ các hướng với lực lượng chính là anh em trinh sát, còn bộ binh ta làm nhiệm vụ chốt chặn các ngã đường. Nhưng không hiểu sao phải 2 ngày sau mới có lực lượng đến vị trí nhận hàng. Khổ sở cho anh em ta phải vất vả suốt mấy ngày trời, nhưng lực lượng đến nhận ít hơn, chỉ có 8 tên. Chúng cũng cho người cảnh giới xung quanh, còn lại chúng chất hàng vào các bao tải to. Xong xuôi, chúng bắt đầu di chuyển về hướng nam. Ta đã tính tới phương án đánh bắt sống, nhưng suy xét thì địa hình quá bất lợi, không đủ điều kiện áp sát bí mật nên khó thực hiện. Hơn nữa cấp trên đang nóng ruột, chưa tiêu diệt được địch. Nếu không tiêu diệt gọn sẽ bị khiển trách, nên tổ chức đánh úp luôn. Di chuyển bám theo chúng chừng hơn 100 mét, lợi dụng chúng phải vòng qua những lùm tre gai, tốc độ đi có chậm và co cụm nên ta nổ súng. Phát B-40 đầu tiên của anh lính bộ binh tiêu diệt gọn 2 tên đi giữa đội hình, còn lại 6 tên chúng vứt hàng bám vào các gốc tre trơ trọi bắn trả về hướng ta. Thấy một bốt đang lò mò kiếm chỗ nấp, anh lính trung đoàn 29 bình tĩnh dùng AK bắn điểm xạ 3 loạt. Tên địch giật nảy người và đổ sụp xuống gốc tre. Toàn đội hình ta nổ súng đồng loạt. Do bị kẹt vào các khóm tre nên chúng không thể cơ động ra khỏi vị trí, cố bám vào các gốc tre phản công. Có một tên bốt giả khác
chắc là đường cùng, rời khỏi bụi tre định thoát thân, liền bị anh Trình trinh sát lia cho một loạt AK nằm vất vưởng trên ụ mối. Năm 1987, anh Trình là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 6, trung đoàn 94 đánh nhóm Hoàng Cơ Minh tại núi Hồng. Sau hơn 15 phút nổ súng, ta tiêu diệt gọn toán địch vận chuyển, thu toàn bộ vũ khí và hàng chúng mang, chủ yếu là đạn B-40 mới toanh cùng một số mìn KP-2. Đang thu dọn chiến trường, từ phía biên giới, một bộ phận của anh em trung đoàn 29 cũng nổ súng mỗi lúc một căng. Tiếng súng nổ từ xa là trận đụng độ của anh em trung đoàn 29 với địch. Nhóm địch này đang di chuyển từ bên kia biên giới. Chúng có 4 tên, nhưng do địa hình quá hiểm trở, không đi đúng vào hướng phục của ta, nên anh em trung đoàn 29 chỉ diệt được có 1 tên, nhưng không thu được súng. Thằng địch chết đã lớn tầm tuổi 40, người to khỏe. Hắn mặc cái quần kaki màu kích ngựa và cái áo đen pot chính thống. Hắn bị nguyên một loạt AK vào chóp đầu. Anh em trung đoàn 29 trên lưng chừng đồi bắn xuống. Trong túi bòng còn sót lại nửa gói thuốc Thái và 2 lon cá hộp cũng của Thái. Anh Trinh vứt luôn chứ không dùng. Toàn đội hình tiếp tục lùng sục kỹ khu vực dọc biên, phát hiện chúng hoạt động khu này khá mạnh với những toán vận tài nhỏ cách biên giới không xa. Ta còn phát hiện một khu dân cư của chúng với sinh hoạt bình thường, không có gì mang dáng dấp của chiến tranh. Để lại một nửa đội hình bên này biên giới, khoảng gần 20 anh em tiếp cận khu vực chúng đang ở, không thể bám theo đường mòn của chúng. Anh em làm một đường vòng hơn 5 km, xuyên qua những cánh rừng già và dọc theo các suối có nước. Vì theo thông lệ, việc bám theo đường mòn dễ bị chúng phát hiện và bị chặn đánh. Mìn thì không sợ, vì bên đất Thái, chúng hiếm khi gài mìn. Khu vực chúng ở khá rộng, trải dài trên non cây số với những mái nhà tranh còn mới. Chính giữa có một dãy nhà tô le dài chừng hơn chục thước, có vẻ là kho. Tổ bám hướng anh Trinh phát hiện buổi chiều có 3 người phụ nữ đi làm nương về, mang theo những quẩy chuối non. Có cả tiếng của con nít khóc la trong khu vực. Chỉ quan sát nắm tình hình chứ không được lệnh đánh. Vẽ lại cách bố trí của chúng cùng tọa độ khu vực, chúng tôi khẩn trương rút về bên này biên giới lúc gần tối và tổ chức nghỉ đêm tại một tràng rừng dầu rậm có dòng nước nhỏ cách chỗ tên địch chết hơn cây số. Qua liên lạc, ban tham mưu sư đoàn ra lệnh cho đội hình quay về tiểu đoàn 2 để củng cố lực lượng, bổ sung lương thực và nhận nhiệm vụ mới. Ở tiểu đoàn 2 được vài ngày thì đội hình tăng cường ra đến nơi. Đội hình thêm đại đội 1, tiểu đoàn 10, trung đoàn 95 của anh Quân. Sau này anh là thương binh và chuyển ngành về công ty xây dựng thương nghiệp Nghĩa Bình, cùng một tổ trinh sát của trung đoàn 95 do thượng úy Khoa râu quai nón, trợ lý tác chiến của sư đoàn chỉ huy chung. Nhiệm vụ được giao, toàn bộ đội hình cũ có tăng cường thêm anh em tiểu đoàn 10 tiếp tục bám theo đường vận chuyển của chúng xuôi về hướng nam, giáp với địa bàn của đoàn 5504 do anh Khoa chỉ huy. Bộ phận còn lại của tiểu đoàn 10 và trinh sát trung đoàn 95 do anh Quân chỉ huy. Tiếp tục bám địch khu vực biên giới, chặn đánh các toán vận tải của chúng. Rời tiểu đoàn 2 trung đoàn 95 vào buổi sáng sớm xe lạnh, tiết trời đã vào xuân, cảm giác của người lính ra trận kỳ Tết gần về không khỏi xốn xang. Trên đường hành quân xuôi về phía nam, tranh thủ lúc nghỉ giải lao, chúng tôi đều nói về ngày Tết ở quê nhà mà chúng tôi có anh em là năm thứ tư thế hệ lính 1977. Dọc đường những cảnh phong lan khoe sắc khắp trời, anh em trinh sát vốn thích loại phong lan trắng to bằng cái bát sắt 5 tấn. Loại này phải sau cả tháng mới tàn. Chúng bám vào các thân cây to, rất dễ lấy. Anh Khoa nhìn hàng quân trên ba lô, gùi đạn của anh em nào cũng có cảnh lan trang điểm. Đêm đến tại một khu rừng, gió vẫn thổi từ đất Thái về tê tái. Bầu trời mùa khô đầy sao, người lính tòn ten trên võng, tà hồn nghĩ về mùa xuân. Có khi là một thoáng bâng khuâng riêng tư những ngày giáp Tết, chinh chiến trên đất nước chùa tháp. Phải có mùa xuân để cuộc đời này đáng sống. Người lính phải chiến đấu, phải biết cách chiến thắng để chờ mong có những cái Tết sum họp thiêng liêng và đầm ấm bên người thân thương
Trong đêm chủ tịch, thơm hương trầm và thơm mùi trà cúng giao thừa giữa trời khuya se lạnh. Trong làn khói bốc lên cao, chao đảo theo chiều gió, trong ánh lửa đun bếp bập bùng, tia lửa than bắn ra nổ lách tách từ những nồi nấu bánh chưng cùng mẹ canh tới khuya để vớt. Không chỉ riêng có ở nhà, hình tượng làn khói còn gợi lên biết bao nỗi niềm mông lung khác trong một khoảnh khắc vẫn chưa kịp gọi tên được chúng. Bất chợt nhớ về bài thơ Đợi Anh Về của nhà thơ Tố Hữu, dịch từ bài thơ của một nhà văn Nga nào đó mà ngày xưa dưới chân mộ Hàn Mặc Tử đã có lần được nghe từ một đôi môi hồng với đôi mắt long lanh của tuổi 18. Nghe bài thơ, mắt nhìn xa xăm về biển bao la, khi ngoảnh lại đã thấy đôi má em bên cạnh hồng hồng và đôi môi chờ đợi. Người lính trên đường hành quân cũng mơ về một cái Tết gần kề, những khúc gỗ lan treo trước hầm. Xuân đã về, xuân đã về, xuân về để cảm thấy nỗi lòng bớt cô đơn. Rời biên giới, chúng tôi đi về hướng nam của tỉnh Brzezvihia, bám sát các dấu mòn của chúng đi để tìm điểm đến của chúng. Suốt 3 ngày hành quân, không gặp lực lượng nào của chúng. Có lẽ chúng biết đã bị lộ và ngưng các cuộc chuyển hàng. Giới thiệu sơ qua về địa giới hành chính của tỉnh Brzezvihia. Brzezvihia có 7 huyện. Phía bắc là huyện Chomkasan, giáp với biên giới Thái Lan. Huyện này giáp với Thở Beng Menchay về hướng nam. Nam tây nam giáp với Kulen, nam đông nam giáp với Chở Hép. Phía tây là huyện Kulen, phía đông là huyện Chở Hép và Chay Sen giáp với tỉnh Sở Tung Trang. Cực nam của tỉnh là huyện San Cung Thơ Mây và Rô Viêng giáp tỉnh Công Bông Thơm. Như vậy nhìn toàn cục thì huyện Ta Beng Menchay là huyện trung tâm giáp với 6 huyện còn lại của tỉnh và là thủ phủ của tỉnh Brzezvihia. Qua theo dõi và quan sát thì hàng hóa chúng đều chuyển về hướng nam, trọng tâm theo ranh giới giữa các huyện Ta Beng Menchay, Chay Sen và Rô Viêng. Địa hình ở đây khá hiểm trở, là nơi giáp ranh nhiệm vụ sư đoàn 5504 và của sư đoàn 307, nên việc quản lý tình hình có phần lỏng lẻo hơn tuyến dọc biên giới. Các phum sau đây là nơi tiếp nhận hàng của chúng: Phumi Pau Thi, Ba Ha, Phumi Sepang, Phumi Pame, huyện Ta Beng Menchay. Cách các vùng này chừng vài cây số, dấu mòn của chúng dày đặc với số lượng người đông. Kho chứa của chúng là tại vị trí cách Phum Se Thum, huyện Rô Viêng chừng hơn 2 km, gần giao lộ 7 vào huyện Rô Viêng. Từ đây chúng phân phát về Công Vông Thơm thuộc mặt trận 479, gần vị trí của Trung đoàn Gia Định. Vì gần giáp Tết, Ban Tham mưu Sư đoàn lệnh cho đơn vị hành quân tiếp cận với đường số 7 từ Công Pông Thơm lên Brzezvihia đón đoàn xe chở hàng Tết từ bên nước qua. Sau khi Bộ Tư lệnh Sư đoàn liên lạc với các đơn vị thuộc mặt trận 479, chúng tôi chốt tại khu rừng cao su giáp ranh giữa tỉnh Công Pông Thơm và Brzezvihia. Trưa ngày 27 Tết, đoàn xe bên nước qua và chúng tôi theo đoàn xe về cầu cháy. Dọc theo đường, các đơn vị của Trung đoàn 29 và 94 đã chuẩn bị Tết khá kỹ. Lá chuối, lá rong rừng đang được phơi dọc theo đường. Các đơn vị đều có phong lan treo trước doanh trại. Lần đầu tiên thấy anh em bảo vệ đường tung thuốc lên xe. Do tình hình ta làm chủ chiến trường, sự thông thương giữa các đơn vị thông suốt, nên phải nói là năm 1981 Tân Dậu, chúng tôi đón Tết quá là sung túc và đầy đủ. Chiều ngày 28 Tết, chúng tôi về đến sư đoàn bộ tại ngầm Sa Em. Sau nhiều năm, cả đơn vị không tập hợp đông đủ vào dịp Tết, Ban Tham mưu Sư đoàn cho phép rút các đơn vị trinh sát sư đoàn đi phối thuộc với các trung đoàn về doanh trại ăn Tết. Sắc trời chuyển mình vào xuân, vẫn là những cái nắng mùa khô, ban đêm cái lạnh đến nao lòng. Cái thời điểm kỳ diệu của mùa xuân khiến tâm hồn người ta bừng lên sự sống mới. Tô điểm cho cảnh đẹp mùa xuân vùng cực Bắc là loài hoa gạo đỏ sặc sỡ. Mùa xuân vẫn là mùa đem tới sức sống mới cho vạn vật, trong đó cũng có cả những người lính như chúng tôi. Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi, len qua từng chiếc lá, cành cây, ngọn cỏ. Hơi xuân lướt nhẹ nhàng qua từng cánh thư, như đã từng lướt nhẹ lên đôi má ửng hồng và thăng hoa
trong niềm hạnh phúc tràn trề. Mùa xuân, sức trẻ, tình yêu, chào xuân Tân Dậu 1981. Tết năm 1981, Tết của yên bình và dư thừa vật chất. Lần đầu tiên từ ngày qua ca, toàn sư đoàn có chủ trương giải quyết chính sách phục viên phép cho cán bộ từ năm 1977 chưa đi phép. Ngày 30 Tết, từ sư đoàn bộ nhận được cú điện thoại của anh Diệp Ngọc Trinh, nhập ngũ năm 1972, là y tá của đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 95, quê An Khánh, Đại Từ, Bắc Thái thông báo. Sau Tết phục viên, mời con rể mồng 1 lên khất. Chả hiểu nó nghĩa gì, nhưng đại khái hiểu là ăn nhậu. Tình nghĩa anh em khi còn ở biên giới đã nhiều lần vượt tường lửa đánh ra đường 19. Có một đứa con gái sinh năm 1976, kết quả của chuyến phép cùng năm, chỉ mới 5 tuổi mà cứ tuyên bố gả cho những thằng nào biết điều với bố. Tính ra ở khu vực tiểu đoàn 1, vị y tá này đã tuyên bố gả con gái cho hơn 100 anh em, có giá thật. Trưa ngày mùng 1, bám càng xe của phòng chính trị sư đoàn lên chúc Tết anh em tiểu đoàn 1 do anh Tuyên, trợ lý thanh niên của sư đoàn dẫn đầu. Khi xe cách chùa chừng vài km là chốt của đại đội 1, nhảy xuống xe, đã thấy một số anh em đã có chút hơi men, đang đứng dưới những gốc cây bằng lăng, đực thẳng tắp, xỉa răng nhóp nhép. Chả hiểu có ông nào la lớn: "Ông Hà lên kìa bố Trinh ơi!" Một dáng người siêu vẹo bước ra khỏi nhà của nuôi quân và ngả nghiêng nói: "Đờ chị cậu, tớ đờ gả con cho cậu nữa." Đôi mắt mang hình viên đạn và ngã ầm lên giường của anh nuôi quân. Đại đội trưởng đại đội 1 Nguyễn Văn Siêu nắm tay kéo vào nhà ban chỉ huy đại đội 1, nhìn hai hàng ghế tre đầy đủ quan văn bá võ của tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3, trên bàn thịt gà, rượu chuối, rượu bay oan còn đầy rẫy. Tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3, thượng úy Thìn dõng dạc tuyên bố: "Phải cho đại đội phó trinh sát này chết tại chỗ hôm nay, không cho thoát." Những tiếng đồng tình phụ họa theo. Một bát rượu đầy loại 4 tấn do chính trị viên đại đội 1 Thân Văn Chấn, quê Hà Bắc, rót và mang tới. Cha mẹ ơi, từ nhỏ đến giờ, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1 thông liều đến đứng phía sau kiểm tra độ cạn của chén rượu, buộc phải một hơi, nước chảy đến đâu, hơi nóng lan tỏa đến đó. Tranh thủ húp vội chén cháo gà chống vả, nhưng cũng không kịp đến bát thứ hai, đất trời nghiêng ngả, tất cả là màu vàng, cây lá, bầu trời, anh em bên cạnh, màu vàng tất tật, vào cõi thiền. Tỉnh dậy nằm trên võng, dưới rừng cây bằng lăng, trong nhà ban chỉ huy vẫn còn rôm rả, xuống bếp kiếm nước uống cho đỡ khát, tìm cách ra khỏi trận địa bằng cách vòng quanh qua các trung đội. Tất cả các anh em các trung đội đang tranh thủ viết thư về nhà. Đợt này đại đội 1 có 3 người rời khỏi đơn vị, là anh Trinh y tá, anh Hòe quản lý ra quân, anh Siêu đại đội trưởng về nước đi học. Dù không nói ra nhưng tất cả anh em đều mang một tâm trạng buồn. Chiến tranh sẽ không biết về đâu, năm dài tháng rộng nơi chiến trường, nghĩa vụ 3 năm rồi về, nay có người đã đủ niên hạn. Anh em 1977, hoàn cảnh của từng con người đều có chung những khó khăn. Vài người vừa viết thư, nước mắt vừa chảy rơi trên trang giấy, những đôi mắt ngấn lệ. Nghĩ lại chính mình, gia đình đã vào Nam, không được nhập hộ khẩu, không có địa chỉ để viết thư trực tiếp. Nơi xứ lạ lấy địa chỉ một người khác để viết thư là chuyện khó thực hiện. Thời gian dài quá rồi, xuân sắc của người con gái được ví như mọi loài hoa nở tàn, tin dữ từ chiến trường truyền về quê qua những cánh thư. Đợi, trung đoàn 95 hy sinh ở 428. Thu, trung đoàn 29 hy sinh ở Cu Len. Nhị, đại đội 14 trung đoàn 95 hy sinh ở Cam Tuốt. Và nhiều anh em là thương binh đã về đến nhà an dưỡng. Sự chờ đợi nhau là ảo tưởng, sức ép của gia đình, bạn bè, và cơ bản hơn là có còn để về không, ngày trở về có còn nguyên vẹn hay không, câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp một cách chính xác. Những cánh thư ít dần theo năm tháng,
đến một ngày nhận được tin không vui. Khôn 3 năm dạy 1 giờ. Lời thề non hẹn biển của ngày xưa đâu là gì so với nghịch cảnh của chiến tranh. Giao ước thì thầm trong bóng đêm ngày xưa ta trao cho nhau đã không thể biến thành giao ước giữa cuộc đời nơi thanh thiên bạch nhật. Thôi cố quên và nuốt nó vào lòng. Hãy tha thứ cho nhau vì những điều không ai muốn. Vì tha cho nhau để ngày mai viên đạn anh bắn đi sẽ vì hạnh phúc của mọi người, trong đó có cả hạnh phúc mà mình vừa vụt khỏi tầm tay. Một cuộc chiến tranh không phân tuyến và không tuyên bố. Project Vihia, mùa mưa năm 1981. Từ đài quan sát trên đỉnh chùa Project Vihia, nhìn thấy những tiếng nổ chát chúa vang lên, bụi tung lên một điểm nhỏ, những tiếng bắn kiều ba phát một, vội vã, lại có đồng đội của đại đội 1, đại đội 2, tiểu đoàn 1, đại đội 11, tiểu đoàn 3 ngã xuống vì mìn KP-2 hoặc 652A của Bốt. Những bóng đèn lúc ẩn lúc hiện tập kích đại đội 2, tiểu đoàn 1 phía tây của chùa chạy về hướng biên giới Thái. Nhìn thấy địch chạy nhưng không được bắn vì sợ lộ mục tiêu đặt khẩu DKZ trên chùa, đại đội 2 phải tự xử lý lấy. Sau nhiều tháng, tình hình này xảy ra liên tục, được phép sử dụng DKZ và những điều cười ra nước mắt của thời ấy. Lệnh cấp tập một quả. Cấp tập số lượng bắn nhiều và tốc độ nhanh, sử dụng từ thời biên giới, ngày ấy xa rồi. Xin giới, xin 50 quả 105 chi viện tọa độ X. Lính pháo điên tiết quát vào máy hữu truyền. Đờ mẹ đạn của mấy ông hả? 100 nhé. Ừ, 100. Một quả thực trạng của năm 1981, vừa lạnh vừa run. Lính đại đội 4 chơi 5 quả liền. Chính trị viên tiểu đoàn chạy từ trong hầm ra, nhảy nhanh qua mấy bậc đá của ngôi đền, mặt đỏ tía, quạt tháo sùm. Sao chúng mày bắn nhiều thế hả? Khẩu đội trưởng DKZ, người to vật vã, đen như dân Cameroon, quê nghĩa tử Tư Nghĩa Quảng Ngãi, đang phấn khởi trả lời ngay. Em nghe thủ trưởng lệnh trong máy cấp tập mà. Chúng mày không nghe từ một quả à? Dạ không, khi nghe chữ cấp là em đã bắn lên, không nghe đoạn sau ạ. Lần sau phải nghe đầy đủ lệnh, hết câu thì mới bắn nghe chưa? Dạ. Chính trị viên tiểu đoàn 1 vừa quay lưng đi, cả khẩu đội nhìn bọn tôi cười khoái chí. Chiều hôm đó, họp giao ban, chính trị viên tiểu đoàn 1 thuyết giáo cho đại đội trưởng đại đội 4, anh Phận, chuyên bắn DKZ kỳ sáng. Khoảng gần hết chương trình phát thanh quân đội nhân dân, hơn 21 giờ, tôi thấy anh Phận gọi tôi ra khỏi hầm và rủ tôi sang khẩu đội DKZ. Trên tay anh cầm bi đông rượu do lính nhà ta nấu và gọi anh Dự, khẩu đội trưởng. Dự, tớ có rượu, cậu có gà, khướt. Hai con gà làm vật tế thần cho cuộc khướt đến hết ca gác thứ tư khoảng 2 giờ sáng. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 95, thiếu tá Lê Văn Đê và tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, đại úy Trần Bá Khánh từ đài quan sát nhìn xuống địa bàn của trung đoàn đảm nhiệm. Những cánh rừng già đang mùa xanh lá, màu tím của hoa bằng lăng dày đặc khắp trời. Cả hai đều ngao ngán lắc đầu, đi vào hầm chỉ huy, phương án được hình thành. Vài ngày sau, bộ phận trinh sát sư đoàn được lệnh xuống tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 1 ở khu vườn xoài cách chân chùa vài km để nhận nhiệm vụ mới. Tại đây đã có đại úy Hân, tham mưu trưởng trung đoàn 95 và anh Lập, đại đội trưởng trinh sát trung đoàn 95. Nhìn những tấm bản đồ đã được vẽ những chữ S nằm ngang, lùng sục, tôi hiểu ý định của ban chỉ huy trung đoàn 95 muốn làm gì. Trinh sát trung đoàn 95 đảm nhận khu vực giữa đài quan sát tiểu đoàn 1 và cao điểm 300 của tiểu đoàn 3. Chúng tôi đảm nhận khu vực giữ cao điểm 300 và 428 của tiểu đoàn 2. Mỗi nhóm trên dưới 20 người có trang bị PRC-25 và chỉ huy chung là anh Lập trung đoàn 95 giao nhiệm vụ, nên chúng tôi không phải báo cáo về ban tham mưu sư đoàn về nhiệm vụ của mình. Nhận nhiệm vụ xong, tôi cùng anh Lập sang đại đội 13 cuối 120 của trung đoàn 95 kiếm bữa cơm trưa. Vì nghe đâu anh em đại đội 13 mới có lộc thiên nhiên bàn tặng,
một con heo rừng hơn tạ. Trong khi chờ, tôi và anh Lộc kiểm tra lại nhiệm vụ của mình lần nữa. Chúng tôi hiểu rất rõ về chuyến công tác này. Phía bên kia biên giới, chúng đang lập các khu tập trung dân, dân theo chúng, vợ con, Pốt và Pốt thành những cứ điểm của chúng. Qua chuyến công tác trước Tết, sau này giao cho trung đoàn 5504 chịu trách nhiệm, ta đã nhìn ra cách thức tiến hành chiến tranh của chúng. Địa bàn do sư đoàn 307 đảm nhận quá rộng, trải dài trên tuyến biên giới từ An Long Veng đến ngã ba biên. Quân số của sư đoàn không thể phân bổ kín khu vực đảm nhận. Đường tiếp tế là theo chiều ngang dọc theo dãy đằng rách, quá khó khăn và không an toàn trong mùa mưa. Xung quanh những điểm trọng yếu, chúng tăng cường gài mìn dày đặc, gây thương vong khá nhiều cho ta trong đầu mùa mưa 1981. Phương án được chọn không còn con đường nào khác, phòng thủ từ nơi chúng xuất phát. Chúng tôi lại lên đường theo phương châm đã được chọn, và trận đánh của tiểu đoàn 3 là trận đánh phá bung cái tư duy phòng thủ về ngoại giao. Anh em trong toàn trung đoàn 95 đón nhận chiến thắng này với tâm trạng hồ hởi, sảng khoái, tạo ra một khí thế mới của một giai đoạn khó khăn nhất của chiến trường năm ấy. Hành trình tìm diệt. Khoảng 4 giờ chiều, đội hình xuất phát từ chân cao điểm 300 và tiếp tục leo lên chốt của bộ phận tiền tiêu của đại đội 11. Do khu vực này trống trải nên ban chỉ huy trung đoàn 95 dùng phương án xuất phát vào trạng vạng tối. Nếu địch có quan sát và theo dõi thì chúng không thể đoán ý định của ta. Từ bãi đá của đại đội 11, hai bộ phận chia thành hai cánh ra khỏi chốt 300 chừng hơn km. Chúng tôi dừng lại, chọn lấy một điểm cao trên yên ngựa và nghỉ đêm tại đây. Yêu cầu của trung đoàn 95 là ban đêm đều phải nghỉ trên đường biên giới. Ban đêm từ xa xa chúng tôi vẫn thấy ánh đèn của một thị trấn của Thái, và nếu đêm nào gió lặng, nghe được cả tiếng nhạc và tiếng xe chạy. Ban đêm ngủ tại một điểm mới thì cũng phải canh gác, dè chừng địch bám theo và tập kích, dù rất ít khi xảy ra. Nhiệm vụ của chúng tôi cũng bình thường như mọi đợt công tác khác, nhưng từ thâm tâm tôi cũng hiểu là ban chỉ huy trung đoàn 95 đặt nhiều hy vọng vào đợt này. Đánh chúng sẽ giảm tần số hoạt động chúng tấn công ta, và dĩ nhiên tạo một tâm lý bất an cho những căn cứ của chúng dọc theo biên giới. Đây là điểm mấu chốt của vấn đề. Sáng hôm sau, tôi họp anh em lại, nói rõ nhiệm vụ mà trung đoàn 95 yêu cầu chúng tôi thực hiện. Theo thông lệ, địch hoạt động nhiều, lính trinh sát phải nằm rừng, cơm vắt muối hầm liên tục, và anh em bộ binh sẽ bị tổn thất do trên địa bàn của khu vực này mật độ mìn của địch khá dày, phải ngăn chặn không cho chúng vượt qua biên giới vào đất ca. Cả đơn vị trên dưới 20 anh em phấn khởi trên từng khuôn mặt, vì trong những anh em ngồi đây đều có đồng hương ở các đơn vị bộ binh hy sinh trong những tháng qua. Trời mưa to, quàng áo mưa, chúng tôi lên đường. Những khu rừng già dọc biên giới rộng kín, hạt mưa rơi xuống qua tán cây rừng chỉ còn như là hạt sương. Bước chân trên những địa hình nhấp nhô, không anh nào bị trượt chân, té nên cũng dễ dàng. Đi dọc theo bình độ biên giới, nơi nào chúng tôi cũng nghe tiếng động của chúng, chứng tỏ nhà cầm quyền Thái Lan cấp sổ đỏ phần đất dọc biên giới cho bọn Pốt hoạt động. Xế chiều, khi gần nghỉ chân thì nghe tiếng đổ cây và cây ngả ở khu rừng trước mặt. Mức độ đổ cây dày đặc và có lúc dùng cả cưa máy, nghe xè xè. Quan sát động tĩnh chừng hơn 1 giờ, trong rừng trời đã tối nên không bám theo và lùi ra xa khu vực chúng đổ cây chừng cây số, chúng tôi nghỉ đêm. Qua liên lạc, tôi báo cáo tình hình về trung đoàn 95 và bắt sóng với cánh quân Anh Lập. Bộ phận Anh Lập phát hiện những cung đường chúng hay sang ta dày đặc, nhất là sau lưng đồi 500. Qua bức điện ngắn ngủi, tôi hiểu thế nào ngày mai Anh Lập cũng cho quân phục kích và đánh chúng. Tham mưu trưởng trung đoàn 95 yêu cầu xác định chính xác lực lượng chúng đóng, tọa độ cũng như địa hình, hướng bộ binh vận động khi có tình huống. Chui vào hang đá nhỏ, tôi xem qua bản đồ bằng đèn pin để định hình khu vực. Một đêm không ngủ, tới cả gác thứ tư mà vẫn không sao ngủ được. Sáng ra, tôi cho anh em chuẩn bị, tranh thủ trời còn sương nhiều, tôi lập một đài quan sát
trên một thân cây cắm to và theo dõi. Khoảng hơn 9 giờ, hướng anh Lập súng nổ dữ dội và toàn là tiếng súng của ta, cách vị trí chúng tôi chừng gần 10 km. Khi súng nổ, ở nhà hỏi chúng tôi 2 lần và chúng tôi trả lời là không có nhu cầu liên lạc cho nhà yên tâm. Chúng tôi tiếp tục quan sát đến trưa. Trung đoàn 95 thông báo hướng anh Lập đã tổ chức phục con đường mòn từ đồi 500, nơi chúng đặt khẩu DKZ, diệt 4 tên, thu 3 súng, ta an toàn và đã về đến đài của đại đội 1. Đến giờ liên lạc, trưa tôi báo cáo sơ qua về tình hình địch cho ban chỉ huy trung đoàn 95. Địch đóng quân trên một mỏm đồi bằng phẳng, đang cưa cây làm hầm. Ban chỉ huy điện lại: cho bám địch gấp, thận trọng, không để lộ. Ta tổ chức hai nhóm bám địch. Khu vực địch ở là khu đất bằng, toàn là cây lim non. Chúng đi cưa cây có nơi xa cả 100 mét. Ta quan sát chúng từ hai mỏm đồi cao. Các mỏm đồi này khá trống trải, anh em ta phải ngụy trang. Nhìn chúng đi lại trong chốt và lực lượng ra ngoài cưa cây, ta đoán khoảng gần 100 tên. Vì địa bàn khá rộng, lính mặc đồ như bọn CZK, trang bị súng của Mỹ, tôi không phân biệt được A-15 hay M-16. Qua báo cáo của bộ phận tiền tiêu, ban chỉ huy trung đoàn 95 quyết định dùng tiểu đoàn 3 nhổ căn cứ này của chúng, và anh em tiểu đoàn 10 có nhiệm vụ thay thế các vị trí của tiểu đoàn 3. Chiều tối sau khi nhận điện và phán đoán tình hình, anh em tiểu đoàn 3 tiếp cận các vị trí xung quanh chốt 300 của đại đội 11. Lúc này do một trung đội của đại đội 1, tiểu đoàn 10 thay thế. Nhìn địa hình và cách bố trí của địch, tầm quan sát của ta, đêm đó tôi không thể ngủ, hình dung ra cách đánh ngày mai. Chỉ cần sử dụng lực lượng 2 đại đội là có thể hốt gọn căn cứ này. Thời gian này, lực lượng của các đơn vị trong trung đoàn 95 gần như đúng với biên chế, phải dùng cách đánh úp, nhanh và mạnh, áp đảo trong thời gian ngắn và rút nhanh, phòng ngừa sự hỗ trợ của lính Thái Lan. Chuẩn bị xong tình hình để báo cáo với tiểu đoàn 3 ngày mai, tôi tranh thủ làm hơi thuốc cho ấm, vì trời vẫn cứ mưa rả rích cả đêm và ngủ khi nào cũng không biết. Sáng hôm sau, trong phiên liên lạc với ở nhà, bộ phận trinh sát chuẩn bị bắt liên lạc với cánh quân tiểu đoàn 3, trận đánh úp chảo bắt đầu. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.